Shop Lan Rừng Bản Đôi Nến Nhi xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay chiều tối nay thì em lại mua một số ít hàng của người dân. Nếu các bác nào mà chốt mặt hàng nào thì cứ lên đơn rồi gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của em 0834 981 431 nha các bác nhé. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên, và mấy cái mặt hàng này em sẽ tách ra từng đơn cho các anh chị nào mà thích sưu tầm. Bác nào mà thích sưu tầm mặt hàng nào thì các bác cứ chốt lên đơn gọi điện qua số điện thoại của em mặt hàng đó, rồi em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây trâu rời của Buôn Đôn Đắk Lắk nha các bác nhé. Đây là cây trâu Bản Đôn này, đó cây trâu Bản Đôn có giá là 220k. Đây là toàn cây lá mít nha, một cây này, hai cây này to luôn nha các bác nhé, ba cây này, đó lá tròn như lá mít su này, bốn cây, năm cây và sáu cây. Bắt đầu chốt đơn này có giá là 230k. Đây là hình đầu tiên nha. Và tiếp tục là hình thứ hai là em sẽ chia ra nhóm. Đơn này là gồm quế tím này. Quế tím có một cây to này các bác này, cây đại luôn. Còn lại mấy cây nó vừa vừa cả nhỏ nữa. Nhưng mà mấy cây này sang năm các bác có thể chơi hoa này. Đó, bên này thì lại là sóc nha. Sóc này, đó em cắt tỉa rễ sạch sẽ cho các anh chị rồi, về chỉ cần các bác ghép thôi. Còn bên này là cây cẩm báo nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn, cả chùm. Một mớ này là tam bảo sắc này, đó riêng ra. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 200k. 200k cho một đơn này nha các bác nhé. Cứ 50k là một đơn. Đó các anh chị nào mà lấy thì lấy đơn này là 200k này. Đó bác nào chốt em chia được 4 nhóm rồi. Đó bác nào mà chốt đơn này em để giá là 200k hình số 2. Combo nha, combo 4 loại. Và hình số 3 là mấy cây hoàng nhạn giống. Bác nào mà thích hoàng nhạn giống thì về ghép này. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây này, 10 cây này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 này, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cây hoàng nhạn giống nha các bác nhé. Về ghép các bác thích ghép vào lũa hay là bỏ vào chậu, các bác thích tùy các bác. Vẫn là mày yêu đơn giống rất là nhiều. 29 cây này, vẫn là chốt lên hoàng nhạn giống có giá là 300k. 300k 29 cây, đây là hình số 3 nha các bác nhé. Và hình số 4 là cây hoàng nhạn nguyên bản này. Đó, cây hoàng nhạn nguyên bản đã hoa nó đã tàn rồi nha. Một cây này, khúc này là một gốc 3 cây luôn nha các bác nhé. Một gốc 3 cây, cây đã tàn rồi nha các bác nhé. Cây hoàng nhạn này đã tàn hoa rồi này. Đó, về các bác chăm cây này, sang năm các bác có thể chơi hoa tiếp. Bắt đầu chốt 4 khúc này có giá là 200k. 200k cho một hình số 4 nha. Hình số 4 là hoàng nhạn tháng 4. Hình số 5 là đơn quế tím nguyên bản toàn cây đẹp. Một cây này, hai cây này, và ba cây to này. Đó, ba cây to nha các bác nhá. Rất là đẹp quế tím nhá. Một cây tam bảo sắc này. Cây này là một cây nhạn thôi. Cây này là cây nhạn nha các bác nhá. Một cây. Cái này là tam bảo sắc này, một cây tam bảo sắc này, hai cây tam bảo sắc, hai cây tam bảo sắc, một cây nhạn và ba cây quế tím toàn cây đẹp cây to. Bất nào mà chốt đơn này có giá là 150k đơn này nhá. 150k cho một hình số 5. Và hình số 6 bác nào mà yêu hoa hoàng cam. Đây, hoa màu cam rất là đẹp, một gốc này. Khúc này là một gốc hai cây mẹ bồng con nha các bác nhá. Một gốc hai cây. Cây này là cây hải âu nhá. Cây này là cây hải âu. Đó, về các bác phân biệt cây đây là cây hỏa hoàng cam với lại cây hải âu nhá. Cây hỏa hoàng cam thì lá nó hơi nhăn, nhìn lá nó nhăn gốc của nó này các bác này. Đó, cái con của nó nhìn cái mọc cái lá gốc của nó nhìn buồn cười lắm. Đây, nhìn giống kiểu bị dị tật này các bác này, ngắn nữa chứ. Đó, bác nào yêu một gốc mà cây mẹ bồng con này. Đó, hai cây rời này. Đó, hỏa hoàng cam cây khủng cây to luôn. Bắt đầu chốt thích hỏa hoàng cam chơi đơn này 200k dùm em nha. 200k cho một hình hỏa hoàng cam này nha các bác, hình số 6 dùm em nhé. Và hình số 7 là cây trâu lá mít to. Cây này lá mít chỉ thiên, cây thân dừa, bản lá cực kỳ đẹp, cực kỳ to, cây cực kỳ vip luôn các bác nhé. Đó, cây này một quả của nó về các bác được ươm được mấy cây con của nó luôn á. Về ươm được mấy cây con. Khi nào mà nó khô á, các bác bóc ra các bác ươm lên nhé. Đó, hoặc là sau này nó sẽ rụng ra và dính cái cây này là nó sẽ thành cây con rất là nhiều. Bác nào mà chốt cây này, cây này là 4 cặp lá là cây lá mít chỉ thiên. Cây lá mít chỉ thiên bản lá cực kỳ to, cực kỳ lớn. Bác nào yêu cây này, đơn này em để giá là 600k cho một cây trâu lớn.
cây châu khủng lá chỉ thiên như thế này, các bác kiếm cây như thế này rất là khó luôn. Cây chỉ thiên lâu lâu nó mới về nha các bác nhé, chứ không phải như mấy cây kia. Ngày nào nó cũng về, chứ cây này lâu lâu nó mới về thôi. Được một cây này rất là đẹp, bác là chốt cây này 600k dùm em, cây lá mít chỉ thiên nha. Đó, và hình số 9. Hình số 8 nha các bác nhé, xin lỗi các bác. Đây là hình số 8, cây châu rất là to luôn này. Đó, cây này từ lá bên này có lá bên kia phải hơn, phải được 40 cm. Đó, cây lá mít xếp nha. Cây này lá mít xếp này, lá mít xếp rụt này. Đó, 1, 2, 2 cặp rưỡi lá, bản lá rất là to. Cây nào cây đấy đều to nha các bác. Bác này yêu cây này, lá nào lá đấy đều to luôn này. Đó, từ cái lá ngọn qua cái lá gốc, toàn là cây bản lá to. Bác này yêu cây này, cái giá là 300k, 300k cho một hình số 8 nhá. Và hình số 9 là cây hoàng nhạn to này. Bác nào mà thích hoàng nhạn to nha, về ghép nha. Cây đang ra nụ nha các bác nhá. Một cây này, cây to nhá. Hai cây này, hoàng nhạn tháng 4 rồi nhá, toàn cây to. Ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây, tám cây, chín cây, 10 cây, 11 và 12 cây nha các bác nhá. Đơn này là 12 cây hoàng nhạn to, bác nào chốt đơn này có giá là 300k hình số 9. Và hình số 10 là em gồm có cây này là cây địa lan nha các bác nhá, địa lan màu trắng này. Đó, địa lan trắng này. Còn đây là dendro, dendro màu vàng, dendro thì màu vàng nhá. Đó, đủ loại mặt hoa luôn. Cây này là chinh bạch màu hồng trắng này. Đó. Còn đây là cây cây hải âu, cây hải âu màu trắng luôn. Còn cây quế tím màu tím nha các bác nhá. Đó, em tặng kèm một cây nguyên bản rau lá mít nữa. Bước nào mà chốt đơn này em để giá là 150k, 150k cho một hình combo này, rất là nhiều loại mặt hoa luôn. Bước nào chốt hình này có giá là 150 nhá. Cho hình số 10 nha các bác nhá. Đó, hình số 10. Và hình 11 là cây rất là vip luôn. Cây này là lá sọc nha. Bác nào mà trả được đơn này, châu lá sọc này các bác. Đó, sọc đen nha các bác nhá. Cây này là sọc đen này. Đây, viền của nó cây nào cây đấy đều sọc đen hết này. Rõ luôn. Đây, lá nào lá đấy đều sọc đen nha các bác nhá. Hàng này là hàng lá sọc, hàng hiếm này. Đó, bên này vẫn thấy nha. Đây, bên này cũng vẫn thấy đen luôn này. Sọc đen nha các bác nhá. Sọc đen này, đó. Thấy sọc đen luôn. Đây, cây này lá sọc đen này. Đó, hàng đột biến lá nhá. Bác nào mà yêu cây này thì các bác cứ chốt rồi gọi điện tham khảo giá với em nhá. Em không nói giá ở trên live được. Bác nào mà thích mặt hàng sọc như thế này, đây, sọc rất là rõ luôn các bác nhá. Đó, sọc rất là rõ. Mấy cái cây này là bị con sóc nó ăn này. Đó, các bác để ý là cây này nhá. Cây này là nó bị dập miếng lá ngọn của nó, nhưng mà em bôi keo liền sẹo cho nó hồi lại này các bác này. Đó, cho nó hồi lại cây này. Mấy đứa nó lấy cây to quá, nó dập này. Nó dập cây này thì bị cái đầu lá ngọn của nó thôi, em bôi keo liền sẹo. Sau này nó sẽ hết nha. Đây, sọc rất là đẹp luôn các bác nhá. Sọc đen nhá. Đó, sọc đen rất là đẹp luôn này. Đây, thấy vết đen luôn. Bác nào mà yêu hàng lá sọc này cứ gọi điện. Bác nào mà chưa có mặt hàng đột biến lá như thế này cứ gọi điện về cho em nha. Nhưng mà giá thì nó hơi chát nha các bác. Lâu lâu thì hàng này thì 1.000, 2.000 cây lên xuân thì chưa bao giờ thấy được cây như thế này đâu. Đó, đúng một cây này là hàng VIP ngày hôm nay của em. Với lại mấy tháng qua, mấy năm qua rồi, giờ mới có lại, đúng một cây này mới có nha các bác nhá. Đó, hàng đột biến lá này. Bác nào mà yêu thì cứ liên hệ trực tiếp em quay. Em bác nào mà thích đơn này thì em sẽ quay lên cho các bác xem qua Zalo trực tiếp cho các bác. Rồi các bác ưng thì các bác cứ chốt, không thì em để trồng cây này. Đó, cây này thì hàng VIP luôn, hàng hiếm luôn nha các bác. Phiên tối nay em chỉ có một số ít mà hàng đấy thôi. Các bác nằm mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nha. Em xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.